chị em phụ nữ hồi xuân ngoại tình liệu có thể tha thứ hay không? Các bạn thân mến, dẫu biết rằng ngoại tình là một trong những điều cấm kỵ trong hôn nhân, nhưng nó lại đang là hiện tượng xảy ra thường xuyên trong cuộc sống hiện tại. Tất nhiên cũng không chỉ có nam giới, mà tỷ lệ chị em phụ nữ cảm nắng cảm gió bây giờ cũng rất đông. Và đặc biệt có một lứa tuổi mà đang khiến cho rất nhiều người đau đầu trong cuộc hôn nhân gia đình của mình, đó là lứa tuổi hồi xuân. Thế nhưng lại cũng có rất nhiều các chị em thèm của lạ vào lứa tuổi này. Vậy đâu là lý do khiến cho chị em liều lĩnh ngoại tình đến như vậy? Và làm cách nào để biết được rằng vợ mình có đang ngoại tình ở lứa tuổi hồi xuân hay không? Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay để chúng tôi thêm thấu hiểu các chị em nhé. Ở độ tuổi hồi xuân, tức là độ tuổi từ 40 đến 50, thì tâm sinh lý của chị em phụ nữ đang có những biến đổi rất lớn. Giai đoạn tiền mãn kinh của chị em bắt đầu từ ngoài 40 đến 55 tuổi. Độ tuổi 40-50 được coi là một cột mốc đáng ghi nhớ. Khi mà người phụ nữ đã đi được gần 2/3 chặng đường của cuộc đời, họ đã bắt đầu nhìn lại quãng thời gian vừa qua, rồi họ đã cống hiến cho gia đình và xã hội những gì. Tâm sinh lý của chị em lứa tuổi này rất phức tạp, vì đây là thời gian cơ thể vừa hồi xuân lại vừa bước vào thời kỳ lão hóa một cách rất mạnh mẽ. Chính sự đan xen giữa hai quá trình này đang khiến cho chị em phụ nữ gặp nhiều rắc rối liên quan đến cả sức khỏe tâm lý cũng như sinh lý. Nhan sắc bắt đầu xuống cấp, đối diện với hàng tá những dấu hiệu mãn kinh và tiền mãn kinh, hay là hồi xuân tia sáng cuối đường hầm, chính là những nét tâm lý đan xen của các chị em trong quãng thời gian này. Làn da mịn màng bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn, bộ ngực thì đã chảy xệ hơn trước, tóc thì dần mỏng đi và ngày càng nhiều sợi bạc. Sự tự tin về nhan sắc bao nhiêu lâu nay có lẽ lại là khiến cho chị em đang cảm thấy dần ngại ngùng khi soi mình trước gương, ngại ngần khi đụng chạm vào người bạn đời. Và nếu như có điều kiện thì chị em thường tìm đủ mọi cách để níu giữ vẻ đẹp của mình. Hàng tá những dấu hiệu mãn kinh và tiền mãn kinh cũng là thứ mà khiến cho chị em phải đối diện hàng ngày hàng giờ. Trước khi thực sự mãn kinh thì phụ nữ sẽ có một quãng thời gian gọi là tiền mãn kinh. Lúc này thì buồng trứng sẽ sản xuất ít estrogen và progesterone khiến cho chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn. Cơ thể sẽ bốc hỏa, mất ngủ, ra mồ hôi trộm vào ban đêm và khô âm đạo. Không những vậy mà còn có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, các bệnh lý về tăng huyết áp, đái tháo đường hay là thoái hóa khớp và ung thư vú. Thế nhưng hồi xuân lại chính là tia sáng cuối đường hầm của chị em. Hồi xuân chủ yếu diễn ra ở giai đoạn tiền mãn kinh, có thể là lứa tuổi 43, 45 hay 46, nó tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Giai đoạn hồi xuân này không kéo dài mãi mãi mà nó chỉ tồn tại trong một quãng thời gian ngắn từ 1 đến 2 năm. Hồi xuân chính là tia sáng cuối đường hầm giúp cho chị em phụ nữ lấy lại tinh thần phấn khởi hơn, yêu đời hơn, tâm sinh lý tốt hơn và ham muốn về chuyện giường chiếu cũng cao hơn. Tuy nhiên sau đó lượng estrogen tiếp tục suy giảm, khiến cho những ham muốn này của chị em lại tiếp tục lặng lẽ giảm dần. Khi buồng trứng đã thoái hóa và trứng không còn rụng nữa, thì cũng là lúc mà chị em phụ nữ bắt đầu một tiến trình mới, đó là hiện tượng nam hóa. Sự thay đổi các hormone sinh dục trong cơ thể sẽ kéo theo các nguy cơ như mất ngủ, mệt mỏi, và không ít phụ nữ thật sự cảm thấy rất mất tự tin vào quãng thời gian này. Ở giai đoạn hồi xuân thì phụ nữ sẽ có những thay đổi rất lớn về tâm sinh lý. Ở lứa tuổi này, nhiều phụ nữ vẫn liều mình ngoại tình phản bội chồng, bởi vì đó dường như là giai đoạn cuối cùng chị em phụ nữ có thể sống lại được thời tuổi trẻ. Suy cho cùng thì giai đoạn này cũng chỉ là một giai đoạn với nhiều biến động của chị em. Và đây cũng chính là giai đoạn mà nhiều phụ nữ cho phép mình sống theo tuyên ngôn: trẻ không chơi thì già đổ đốn. Trước những biến động thay đổi từng ngày của cơ thể, họ sẽ rất dễ ngã tay vào một vòng tay người đàn ông khác mà không phải chồng mình. Họ chính thức ngoại tình, sống buông thả theo cảm xúc và không có điểm dừng. Âu cũng là bởi vì tuổi trẻ đã quá ngoan ngoãn chăng? Khi bàn đến khía cạnh người phụ nữ ngoại tình ở lứa tuổi hồi xuân, các đấng mày râu cần hiểu rõ nguyên nhân nào đã thôi thúc vợ mình ngoại tình đến như vậy, nguyên nhân nào đã khiến cho họ lãng quên vai trò của một người mẹ, thậm chí là sẵn sàng bỏ lơ hình tượng của một người đàn bà mẫu mực. Như những phân tích ở trên về những biến đổi tâm sinh lý của chị em phụ nữ lứa tuổi này, khi đặt vào vị trí của họ, chúng ta có thể thấu hiểu được một vài nguyên nhân khiến cho họ liều lĩnh ngoại tình, như là cảm giác thèm của lạ, hay là tâm lý muốn cống hiến một lần, tâm lý bùng phát,
tâm lý cô đơn cần chia sẻ, thèm của lạ. Họ đang trong ở độ tuổi chín muồi của cuộc đời, nếm trải đã quá đủ ngọt bùi và cay đắng. Và bây giờ chính là thời gian họ nhìn lại quá khứ nhiều hơn. Họ có nhiều thời gian để nghĩ về những gì mình đã làm được và những gì mình chưa làm được. Và tất nhiên khi họ rảnh thì họ sẽ rất dễ xin nông nổi. Nhiều người phụ nữ sau bao nhiêu năm cống hiến cho chồng cho con, bỗng một ngày thấy cuộc đời mình trôi qua quá bình dị và hoang phí, thế nên nảy sinh rất nhiều những ý tưởng xấu, trong đó có ngoại tình. Ý muốn xấu cộng thêm việc đã thay đổi tâm sinh lý trong thời kỳ mãn kinh khiến các chị em lứa tuổi 40-50 bỗng chủ động hơn, muốn làm chủ và kiểm soát mọi thứ hơn, và họ sẵn sàng chủ động đi tìm những của lạ, những hồng hài nhi để thỏa mãn ý muốn của mình. Đó có thể là tình một đêm với người yêu cũ đã xa từ lâu, hay là với người đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là một chàng trai trẻ chưa vợ cũng là mục tiêu mà họ nhắm đến. Tâm lý bùng phát cũng là nét tâm lý nổi bật của chị em phụ nữ lứa tuổi này khi trốn chồng đi ăn vụng. Người phụ nữ thường phải chịu đựng cay đắng từ người chồng hay từ gia đình người chồng, hoặc là người chồng đã từng ngoại tình, hay là bất cứ một chấn động tâm lý nào khác cũng có thể là lý do khiến cho chị em phụ nữ lứa tuổi này không còn tha thiết với gia đình nữa và bắt đầu có những suy nghĩ bùng phát muốn đi ngoại tình. Hành động ngoại tình có thể được xem như đang là một cách trả thù người chồng, vừa có lợi cho bản thân, vừa đập tan cái nhọt đã khắc sâu trong lòng người đàn bà mấy chục năm nay. Lâu dần thành quen, họ đi mà không cần biết gia đình của mình ở đâu nữa. Sự cô đơn và cần sẻ chia cũng là nét tâm lý của chị em phụ nữ lứa tuổi này. Phụ nữ thì tuổi nào cũng cần được quan tâm, thế nhưng chị em phụ nữ trong lứa tuổi này thì có lẽ là lại cần được chia sẻ nhiều hơn nữa. Họ cần được quan tâm, cần được thấu hiểu và cần được chia sẻ nhiều hơn từ phía người bạn đời của mình. Nhưng mấy người phụ nữ trên đời lấy chồng rồi mà lại có được người chồng như thế? Đời sống hôn nhân kéo dài, tình cảm vợ chồng nguội lạnh là những gì mà họ phải đối mặt. Họ phải đối diện với sự cô đơn, thiếu đi sự sẻ chia tình cảm, chưa kể với việc phải đối diện với những dấu hiệu ám ảnh của giai đoạn thiền mãn kinh nữa. Tất cả đã thôi thúc họ tìm đến một người khác để được sẻ chia và cảm thông nhiều hơn. Chỉ với 1-2 năm ngắn ngủi của giai đoạn hồi xuân khiến cho chị em phụ nữ có tinh thần phấn chấn, lạc quan và yêu đời hơn rất nhiều. Người phụ nữ độ tuổi hồi xuân có nhiều ham muốn chuyện chăn gối, thế nhưng người chồng thì đôi khi lại thờ ơ và lảng tránh. Khi mà nhu cầu tình dục của bản thân không được thỏa mãn thì họ sẵn sàng bứt mất lý trí, mạo hiểm rơi vào vòng xoáy của ngoại tình. Những thay đổi lớn về mặt tinh thần, đặc biệt là về tư tưởng và thái độ sống của chị em lứa tuổi này cũng là một vấn đề cần phải bàn bạc. Khi mà nhan sắc đang bắt đầu xuống cấp, khiến cho nhiều chị em phụ nữ tuổi này không tiếc tiền dùng mọi biện pháp để níu giữ tuổi thanh xuân. Họ sẵn sàng chi trả những bộ cánh lộng lẫy, những món đồ trang sức sang trọng hay là một thế giới mỹ phẩm, cốt cũng chỉ để níu kéo lại một làn da căng mịn hay một đôi môi còn đỏ hồng. Và một khi đã trở nên xinh đẹp hơn thì họ lại rất dễ dàng khiến cho người khác lưới bị hút hồn. Họ không muốn bị gò bó, bị ép mình theo những khuôn khổ giáo điều trước kia nữa, mà muốn sống cuồng nhiệt, sống khác biệt và phóng khoáng hơn. Từ đó họ thích được ra ngoài để gặp gỡ và giao lưu nhiều hơn, đặc biệt là với những người khác phái, tích cực tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ, các khóa học để làm mới cuộc sống của mình. Kèm theo đó là các mối quan hệ được mở rộng. Và chính sự cuốn hút, sự hấp dẫn về thể xác với những người đàn ông khác đã vô tình biến cho họ trở thành những kẻ ngoại tình. Vậy thì đâu là dấu hiệu cho thấy chị em lứa tuổi này đã bắt đầu biết trốn chồng ăn vụng? Nếu như người chồng thường xuyên quan tâm và để ý đến các hoạt động của vợ thì có lẽ cũng sẽ tinh ý phát hiện ra những dấu hiệu về sự mập mờ trong mối quan hệ bên ngoài. Chúng ta có thể nói đến các dấu hiệu cơ bản như là thờ ơ với chồng trong chuyện chăn gối, ít quan tâm đến gia đình con cái, thường xuyên đi ra ngoài nhiều hơn. Có những cuộc gọi, những tin nhắn khiến cho vợ cảm thấy không thoải mái khi có chồng ở bên cạnh. Hay là người vợ bắt đầu quan tâm và để ý sát sao đến lịch làm việc của chồng một cách thái quá, vân vân, và còn nhiều biểu hiện khác nữa. Và khi thấy vợ có những biểu hiện lạ này thì thay vì ôm sự buồn bã, đau khổ, mải mê với mối nghi ngờ người vợ đang ngoại tình, thì các anh có thể tìm các cách xác minh và giải quyết thấu đáo vấn đề này. Và cuối cùng, một câu hỏi lớn mà tôi nghĩ rằng các anh cũng đang rất mong chờ, đó là: vậy chị em phụ nữ tuổi hồi xuân ngoại tình
thì nên tha thứ, níu kéo hay là ly hôn đây? Nếu như thật sự vợ của các anh, một người phụ nữ đã sống với các anh mấy chục năm trời, này thực sự đã biết phản bội, ngoại tình ở lứa tuổi hồi xuân, cầm bằng chứng trên tay, tôi biết là rất khó, nhưng các anh nên thực sự bình tĩnh. Vì giờ mà các anh đùng đùng nóng vội thì cũng chỉ vạch áo cho người xem lưng. Phụ nữ ngoại tình ở lứa tuổi này có đáng tha thứ hay không? Giai đoạn này chị em phụ nữ thật sự rất cần người bạn đời cảm thông, động viên và chia sẻ, giúp cho chị em vượt qua được giai đoạn nhạy cảm, có phần hơi bốc đồng, hòa lẫn với sự nông nổi như còn trẻ con thế này. Và anh có sẵn sàng ở bên thấu hiểu và chia sẻ cùng chị ấy hay không? Khi người vợ ngoại tình, người chồng cũng nên suy ngẫm nhiều hơn về bản thân mình, xem mình có mắc lỗi lầm gì trong cuộc sống hôn nhân khiến vợ phải đi tìm kẻ thứ ba hay không. Sự thật là vợ các bạn đã ngoại tình. Tuy nhiên ở lứa tuổi này, nếu có thể hãy cho vợ một cơ hội. Hãy tạm tha thứ và cho họ một quãng thời gian để nhận thức lại. Hãy ở bên cạnh vợ nhiều hơn, động viên và đưa họ trở về với gia đình. Sau khi vợ nhận ra được giá trị đích thực của đời sống hiện tại và những lầm lỗi của bản thân, phụ nữ sẽ biết cách yêu thương, trân trọng và hết lòng với mái ấm của mình hơn nữa. Và tất nhiên, nếu như các anh đã cho vợ một cơ hội, thế nhưng họ vẫn cứ lao vào thứ tình cảm sai trái, từ chối con đường về nhà. Dù các anh đã khuyên ngăn hết lời nhưng vẫn không lay chuyển được những quyết định, thì lúc này hãy để cho các chị ấy được ra đi với những đấng mẩy dâu không may khi có vợ hồi xuân ngoại tình. Hy vọng rằng thông qua những chia sẻ trong video ngày hôm nay, các anh thêm thấu hiểu được hành vi vợ ngoại tình. Các anh có thể một phần nào học được cách tha thứ và vun đắp tình cảm bền lâu, cũng như biết lúc nào nên để cho người vợ của mình được ra đi theo con đường mà chị ấy lựa chọn. Chúc cho tất cả các anh sẽ luôn tìm được hạnh phúc dưới mái nhà của mình. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.